Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta thử qua một vài con game mới nữa. Con game đầu tiên chúng ta chơi có tên là Max Smartphone Tycoon. Đây, chúng ta sẽ xây dựng một cái cơ sở sản xuất điện thoại. Lúc này thì chúng ta đóng vai Steven Jobs á, người nghiên cứu ra một cái bản điện thoại đó, nghiên cứu phần cứng, phát triển rồi đầu tư tài nguyên vật lực gì đó, từ cái ngoại hình cho tới phần cứng, phần mềm, nhiều giao diện đồ luôn, nghiên cứu rất là nhiều thứ. Sau đó thì chúng ta phát hành cái điện thoại ra, tăng cái doanh số bán hàng lên, chiếm dụng những cái lòng tin của fan. Sao mà tiếng Trung không gì nè, tôi nhìn có hiểu gì đâu. Cái phiên bản tôi chơi là cái phiên bản latest của dev họ gửi cũng khá lâu rồi. Tôi nghĩ cái phiên bản đó vẫn giống hệt cái bản demo trên sờ template này thôi. Anh em có thể lên cái trang này thử qua cái bản demo cũng giống như cái của tôi chơi vậy đó. Game này vẫn chưa biết khi nào họ ra mắt nữa. Lần cập nhật lần cuối là 23 tháng 8 là mới hôm qua hôm kia gì đó, 2 ngày trước. Tôi nghĩ là cái cuối tháng 10 này họ sẽ tham gia cái đợt mà Steam Next Fest, nơi mà có rất nhiều cái bản demo tham gia cái sự kiện đó luôn. Lúc đó thì chắc có thêm mấy cái cập nhật mới nữa đó. Này chúng ta vô thử game đó. Đây, tôi cũng lướt lướt qua thử rồi, chúng ta bắt đầu game thôi. Lock 3 nè, nãy chưa có chơi gì, chỉ mới tạo thôi. Xóa đi làm lại từ đầu ha, Lock 3. Ở đây là có ba cái thị trường châu Á nè, châu Phi nè, Mỹ nè. Thì lần trước tôi chơi thử cái châu Á rồi, bây giờ muốn qua cái châu Phi coi nó có khó hơn không. Ở đây thì nó phân nhánh mấy cái điện thoại này là cái gì tôi cũng không biết nữa, tí nữa vào game mà chúng ta tính sau. Cái này là cái lương của cái những cái nhân viên của mình, là mình trả lương cho nhân viên của mình hay là cái gì đó, hay là người ta đi làm người ta có tiền lương người ta mua điện thoại mình, tôi cũng không biết nữa. Cái này kích cỡ siêu thị, còn cái này tốc độ nghiên cứu gì đó, rất là nhiều thứ luôn, tôi cũng không hiểu sao. Nên chúng ta bắt đầu châu Phi đi, lướt thử nha. Rồi bạn có muốn mở cửa hàng châu Phi không? Có. Thị trấn nhỏ. Tên công ty, đổi tên lại. Logo, nó lấy được cái logo trên Steam của tôi luôn à. Nick Steam nó làm sao vậy, logo làm gì? Mà đặt cái kia chứ N, chắc lấy N được quá. Cái này là cái gì? Có rất nhiều thứ luôn. Chọn cái đầu đi. Cái này là cái doanh số bán hàng của mình sẽ tăng gấp đôi khi mà cái lợi nhuận cái điện thoại mình nó dưới 30. Rồi, chúng ta bắt đầu. Vô. Rồi, đúp HD. Đúp HD đây, QE là nó xây qua. Bây giờ cố gắng nâng cái lượng nhân viên của mình đạt lên 30 á. Cái chỉ số của nhân viên mình. Tiền thuê văn phòng là 35.000, tiền lương của nhân viên là 5.800. Nhân viên thì mình có là 1, 2, 3 người đấy. Tên là cái này là Yagi Mill, tên là thiết kế, chỉ số là 7, lương là 2.100. Leader á, leader của chúng ta nè. Rồi bây giờ chúng ta đi bắt đầu nghiên cứu mấy cái phần cứng cho điện thoại đã. Đây, đây là nơi mình có thể unlock những cái phần cứng cho điện thoại, anh em nhìn nó rất chi tiết nha. 2, 4, 6, 8, 9, 9 đến 2, 18 cái chuyên mục. Cái này bộ vi xử lý nè, RAM nè, bộ nhớ trong là gom nè, lo thoại nè, chế độ rung, chế độ sạc, tẻ nhớ, pin bọng gì đó, tốc độ sạc gì đó. Cái này là cái bộ thu phát sóng wifi băng tần, màn hình cảm ứng, mở phá dưới màn hình, mở phá gì đó. Cái này kích thước màn hình, bàn phím, chống nước, rồi cam trước, cam sau, rồi tai nghe, rồi đủ hết. Ở đây thì họ đã nghiên cứu sẵn cho mình cái là chip MTK dành cho cái dòng điện thoại là cấp thấp, cực kỳ thấp luôn nha. Giá nghiên cứu là 600.000 đô. Tôi thì có 10 triệu đô nè. RAM thì họ cũng đã nghiên cứu rồi. Bây giờ chắc tôi nghiên cứu là cái RAM cho nó xịn hơn tí. Chứ RAM 128, 256 ai mà xài. Rồi đây, nghiên cứu cái này luôn. Bỏ cái trên đi. Đây, chúng ta sẽ nghiên cứu cái mà RAM 256 luôn, không chơi 192 đâu. Chơi đi, lỡ rồi, lỡ rồi. Rồi ok, nghiên cứu hai cái RAM. Bộ nhớ trong thì hai cái này đều cho điện thoại cấp thấp cả. Không, đổi ý, tôi không có nghiên cứu cái này nữa đâu. Chơi luôn điện thoại tầm trung đi ha. Đây, cái bộ nhớ trong 4GB. Bộ nhớ trong là bây giờ anh em xài điện thoại là chắc 120 mấy GB hết thì chứ gì. Đâu có còn cùi cùi như tôi nữa. Để tôi coi cái điện thoại của tôi. Cái điện thoại cùi bắp của tôi nó đâu có tiêu nữa. Đây đây đây. Đâu ta? Ủa sao mở cái điện thoại đưa hết lên rồi. Là đây 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 nè, đây là điện thoại của tôi nè. Đó, để tôi vô mà setting không ta. Setting. Vô cái phần nào để coi thông tin điện thoại tôi không nhớ. Đây nè, đây nè. Đó, VMAX Slide VBUS 4. Cái con điện thoại Việt Nam này cũng mấy năm tuổi rồi đó. Trạng thái hả? Thông tin khác, thông tin phần mềm đúng không? Không phải, coi nào ta. Tôi cũng không biết nữa. Coi thông tin máy, coi thông tin đâu trời. Rồi, biết nó là cái điện thoại này được rồi. Rồi cũng chả biết nó làm sao luôn. Rồi đây, chúng ta lại tiếp tục game thôi.
bây giờ nghiên cứu bộ gom rồi, nghiên cứu cái loa luôn. Ultra Low là cực kỳ thấp luôn nha, cái này chế độ rung nghiên cứu rồi, sạc rồi luôn, thẻ nhớ. Flagship à? Flagship là điện thoại cấp cao á, nên bây giờ chúng ta bỏ qua đi. Pin. Pin 4000, chơi luôn cái 5000, giờ ai chơi mà cái pin cùi cùi này nữa. Thôi, làm cái 2000 ở đi. Cái này tốc độ sạc, flagship lận nên bỏ qua đi. Cái băng tần này 2G, 3G, điện thoại tôi có 4G đó mà 5G đó, mà tới giờ tôi chưa có được trải nghiệm lần nào 5G luôn. Màn hình á, màn hình 480p 60Hz là cổ dữ lắm rồi đó nha. Cái này là kính cường lực miếng dán màn hình. Tạm thời bỏ qua, nó dòng laptop. Này nó không ghi cái này là chức năng bàn phím hả? Lỡ năng luôn đi. Cái này là chống nước. Không cần. Laptop là mình chưa có tới đâu. Nghiên cứu cái camera nè. Nghiên cứu cái này 4 triệu. Ý da. Thôi đó 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 đó. Thôi. Tiền mình có 10 triệu à, nghiên cứu 4 triệu. Này có 4.700 à, mặc dù có laptop rồi. Bây giờ làm gì ta? Nghiên cứu hết rồi, à mình mới đầu nghiên cứu cái điện thoại nè. Đó, điện thoại đầu tay của chúng ta nè. Nó gồm cái phần cứng nè, cái kích thước, cái mà kết cấu điện thoại nè, màu sắc nè, vật liệu điện thoại nè. Mình có thể tùy chỉnh bằng cách kéo hạ chuột. Cái phần cứng mình chọn á, bây giờ tốt nhất là nên chọn cái lao em đi. Tại vì cái chỉ số nhân viên mình nó chưa đủ trình cao. Đây là cái chỉ số nhân viên của mình là 23 điểm phần cứng nè, 8 điểm lập trình nè, 8 điểm thiết kế nè. Cái này điện thoại cho người già, cái này điện thoại cho cùi bắp. Điện thoại người già hay điện thoại cùi bắp bây giờ đó? Thôi, điện thoại cho người già đấy. Cái tên có là đặt chữ I đồ vô cho nó sang. IZ1. Đó. Giá bán điện thoại là 330 đồng thì mình có lợi nhuận là 63. Hồi nãy tôi chọn cái kia thì 303. Không, 300. 297, đó, lợi nhuận 30 thôi. Slogan là cái gì? Và game tạo cho bạn một người bạn. Bây giờ chọn gì nữa ta? À bên đây chúng ta có chọn những cái đó nè mà nãy chưa có nghiên cứu xong, nên bây giờ cứ để vậy đi. Mặc định cái đầu đi. Cái này là cái khung viền điện thoại. Không biết nó tính sao nữa. Cái này là cái màu sắc, anh em thích màu gì? Cái mặt trước. Mặt trước màu đen thì nó đẹp vậy. Không lẽ chơi màu đỏ. Ôi ơi gớm. Rồi ok, màu đen luôn. Nút nguồn. Ủa? Nút này là nút nào ta? À nút này nút nguồn nè. Cái này là nút tăng giảm âm lượng. Chơi tông xịt tông luôn. Đó đẹp chưa? Mặt lưng. Mặt lưng thì tôi nghĩ màu trắng đi. Thôi mặt lưng chơi màu xanh dương. Xanh đậm. Mid frame là cái khung ở giữa hả? À cái viền xung quanh nè. Chơi màu xanh dương đậm luôn. Rồi điện thoại đầu tiên của chúng ta IZ1. Bấm đâu nữa ta? À bấm đây. 200.000 đô. Rồi bây giờ nó sẽ bắt đầu lập trình cái điện thoại của mình. Đây là nó đang chạy nè. 5%, 8%. Cái nghiên cứu thì nó nằm ở đâu ta? Bên này là có cái cửa. Trời ơi nhiều gì. Nokia Sumsum Notorola GL LG Sony YBG. Chúng phải lắp nha. Tẩy trắng màu da này là không được rồi. HCT. Rồi rồi Johnny Apple. Nè, hãng của mình đang top 10 hôm nay nè. Vốn nghiên cứu mình có 7 triệu đô, nhìn người ta mấy trăm triệu đô nè. Đáng lẽ thằng Apple này nó phải nằm trên chứ. À lúc này là mới đầu thôi, những năm 2009 vậy thôi. Lúc đó thì vẫn còn thời hoàng kim có ông Nokia này. Chưa có xuống lỗ. Quay Belgi rồi đó cũng rất ngon á. Shop là cái gì? Bán, doanh số bán hàng cơ bản tăng 3%. Ê gì gì gì. Tăng tất cả hiệu ứng nhân viên lên 100%. Ngon ngon ngon. Gì đây? Lắp cái bàn để vô hả? Rồi đặt vô luôn. Mua luôn cái chỗ cây này. Đặt vô luôn. Rồi bây giờ cái điện thoại đầu tiên của mình. Ủa không, cái công trình nghiên cứu là 256MB đã thành công. À nghiên cứu đang chạy này nè. Đây đây đây. Chết rồi, phần cứng của mình nó yếu quá rồi. Đi bộ Lâm lại chơi con supermarket đó nữa à. Boss, tôi có một cái ý tưởng tuyệt vời về cái con điện thoại IZ1 này. Tôi sẽ cần thêm một số vốn để phát triển nó. Đầu tư luôn 100.000 đô. Nhìn anh ấy làm việc năng suất rồi kìa. 20 điểm lập trình luôn. 20 điểm lập trình cho cái dự án là cái này hả? Đó, lên 24 luôn nè. 25. Thiết kế mình có 1 hả?
Chết rồi, phần cứng mình có 6 điểm không? À, lên 9 điểm rồi. Thôi toàn rồi. Cái điện thoại này bây giờ mình đã nghiên cứu thành công rồi. Bạn có muốn tổ chức cái buổi hội thảo hay không? Hay là phát hành nó luôn? Tổ chức buổi hội thảo thì tốn 200.000 đô. Chúc mừng anh em ra mắt cái điện thoại Zephone 1 này. Nó hơi cổ tí ha. Xấu thiệt. Bạn đã có thêm 1.000 fan dành cho cái tín đồ điện thoại này. Bây giờ là điểm chấm điểm review. Hai cái này tạm ổn luôn. Cái điện thoại này thì cái tính năng nó quá là cùi bắp. Còn lại hai cái điểm mà thiết kế đồ thì nó tạm ổn hơn. Thiết kế hay là lập trình đồ thân thiện với người dùng thì nó ok. Có điều cái mà hiệu suất của nó hơi cùi quá, có 42 điểm à. Ôi ôi. Rồi, từ từ, tí nữa nghiên cứu xong thì chúng ta sẽ đi. Shop này có gì ta? Cái Yeogi Mew này, cái điểm design của em nó sẽ tăng từ 7 lên 13. Lương cũng tăng từ 2.000 đến 8.000 luôn, quất luôn. Là tăng lương cho em design này nè. Đây, Yeogi Mew này nè. Bán được nhiêu con này? 2.000 điện thoại, yay. Bây giờ mình nghiên cứu tiếp cái điện thoại nữa, mình bán nữa. Bây giờ đấy là IZ2. IZ2 này. Ủa sao mà cái điểm ngoại hình gì, màu sắc gì? À, mình thay đổi cái này, thay đổi sau bên đây nó nghe. Coi nó thích màu nào. Coi thích cái màu xám xám này. Đó. Khác hơn cái nãy một chút, khác hơn tí xíu, cái này lỗi asset nè. Kết cấu thì, à, chúng ta có bo viền ở đây nữa nè. 5-6 luôn nè. Đẹp hay nó vung vứt luôn. Giống mấy con Xperia xưa á. Xperia gì đó. Của Sony hay gì đó. Rồi bên đây chúng ta sẽ cải thiện cái phần cứng lên. Cái điểm phần cứng của mình thấp quá à nè. Hồi nãy nó 20 à. Giảm cấu hình xuống được không? Thì game này lên 60 điểm 21 thì tạm ổn. Không không, nặng quá à, lên không nổi. Sạc cũng không có, RAM cũng không có, tai nghe cũng không, chống nước cũng không, bàn phím cũng không luôn. Mấy cái kia chưa nghiên cứu xong. Có cái này thì cái điểm lập trình mình yếu quá ta. Thôi tiếp cái dòng này cũng đi. Rồi chúng ta nghiên cứu một cái mẫu điện thoại đời thứ hai, nói khác một tí về cái ngoại hình thôi. 42 ngày nữa thì cái shop này nó sẽ đổi mới một lần. Cái điện thoại cũ của mình bán ra không biết có lãi không nữa à. Rồi nghiên cứu hình pin 5.000 rồi. Bây giờ đang nghiên cứu cái điện thoại mới. Cái này nó có vẻ nát hơn cái nãy nữa. Coi phát hành luôn đi, khỏi quảng cáo gì hết. Chết rồi. Tệ hại. Ây da. Mấy ông lập trình thiết kế vậy đó. Nhận phần thưởng. Nhân viên bây giờ lên full tách. Bây giờ nhân viên làm việc 50% trong vòng 62. Rồi, nhân viên lên full tách đi. Shop mình chưa có đổi được 12 ngày nữa lận. Chết rồi, cái điện thoại này ra mắt. Ô nhục. Cái văn phòng mình bé tẹo quá à. Thanh niên này đi đờ là làm cái gì đó. Phần mềm, vì thanh niên này chắc phần cứng rồi nè. Tối ưu hiệu năng là phần cứng rồi nè. Ghi ghi. Rồi điện thoại của mình là nó không có gì cả. Cùi bắp quá. Nội tại là 10, lương là 3.5. Cái này đối ưu phần cứng hiệu năng. Đi mới nè, mới nè. Nolan này là chuyên về phần cứng hả? Full tắt in near. Thay luôn đi. Rồi bây giờ mua cái này luôn. Cái bàn á, cái bàn không có chỗ để rồi. À đây đây đây, có thể chồng lên cái bàn là được. Ngon ngon. Nhận cái điểm nghiên cứu, cái tranh phơi kẹt hay là cái gì tôi cũng không biết nữa. Thôi để lại đi. Cái này là design.
Em này là dạng như muốn mình tuyển vào vậy đó, design còn khá là trẻ, thì nội tại là 51, quất luôn. Em này nội tại design của mình là nó chỉ có là 15 mà, nên tôi đuổi luôn nha. Đuổi luôn với đền bù 300.000 đô, không sao hết. Từ từ. Coi cái loại nhân viên của mình coi ở đâu trời. Tôi cũng không biết nữa. Nhân viên của mình là bên thiết kế phần mềm nè, design mình ngon rồi. Rồi, bây giờ nghiên cứu điện thoại mới thôi. Ê, khoan, nhận được cái phần thưởng gì nè. Nội tại 13 thì cùi lắm. Nhận 10 cái get token gì. À, nó là dưới cái shop nè. Mình có thể đổi 10 lần hả? Nhân viên 150% trong mấy ngày. Kỹ năng là 52. Quy tắc phần mềm. Quy tắc phần mềm là tôi không biết có lên họ có làm lập trình luôn không á. Này thiết kế phần cứng nè. Này ông này thiết kế phần mềm có 10 điểm à. 10 điểm cái nội tại à, khá cùi. Rồi quất luôn. Chơi thôi liều nha. Đuổi thanh niên này đi bây giờ. Thanh niên này có 7 điểm thiết kế phần mềm, đuổi luôn. Rồi bây giờ chúng ta đi nâng cấp cái điện thoại thôi. Đời mới IZ3. Cái này lợi nhuận 62 hả? Giảm đi. 300 thì lợi nhuận 37, 293. 293 lợi nhuận 30, 292 thôi. Bây giờ phần cứng của mình nè, kỹ năng của mình nó 69 là nó vượt ra nè, nên 2560 luôn. Cái loa này nó sẽ tăng thêm 5 điểm nữa, khó hơn tí. Rồi, mình đổi hai cái thôi nha. Mình đổi cái gam với cái gom thôi. Cái gam với cái loa thôi. Coi cái gom này lên nặng lắm. Lên 180 điểm này anh em đổi cái gom lên 4GB nó tới 124 nữa, lắm nổi đâu. Chỉ số nhân viên của mình có 69 à. Pin lên 5.000 thì nó tăng có 3 điểm được, không sao. Sạc, 2G, password, phone, bàn phím. Chống nước, ok, bình thường hết, màn hình. Màn hình để đời sau đi. Rồi, bây giờ chúng ta lên IZ3 điện thoại dành cho người già. Giá bây giờ là 390 thì lợi nhuận nó là 72, trừ đi 42 đi. 347. Lấy lợi nhuận 29 thôi, mình tăng cái doanh số bán hàng lên cái đó. Cái điện thoại nãy bán được có 2.000 à trời, 3.000 máy à, phá sản đến nơi rồi. Ủa sao không chạy? Hả? Game lỗi à. À, chạy nè. Rồi rồi. Điểm thiết kế này cũng khá là nhẹ. Bây giờ điểm lập trình với điểm phần cứng mình thấp quá à. Điểm phần cứng không thấy lên luôn. Kỳ ta. À lên nè. Hai thanh niên full stack nè. Rồi, cố gắng tối ưu chip lại cho nó chạy mượt mà lấy. Chứ không hồi là mấy giới reviewer nó chê nữa. Bạn không có chuyên môn. Thật quá tuyệt vời. Trời ơi. Cái điện thoại kia mình bán được có 3.000 cái à. Điểm kinh nghiệm bán hàng lên được 6 điểm. Cái điện thoại này cố gắng lên. 4 điểm chip, 3 điểm chip, 47. Chết là không đủ 6 mấy rồi. Toàn rồi, quảng cáo luôn. Thật quá tuyệt vời, không thể tin được. Ủa? Ôi giời ơi, cái điện thoại gì nè, nói xấu không tả được luôn. Ý, ngon. 71 điểm, rồi cùi nhưng mà vẫn bán hàng ngon nha. 20 mấy ngàn, 30 ngàn, trung tâm đầu tiên. Bây giờ nó cho mình cái mà quỷ đen, mình có thể bay được 500 ngàn, sau đó trả lại 550 ngàn trong 6 tháng. Không cần đâu. Cái này doanh số bán hàng tăng 5%. Mình Gigon phát rồi. Nhận 10 điểm Gigon. Shop. Rồi, tiếp tục nghiên cứu cái điện thoại nữa.
Bây giờ điện thoại mình có thể thay đổi màu sắc và kết cấu cho nó đẹp hơn tí. Xấu dữ thiệt á. Thôi không chơi bàn phím nữa đâu. Để gì đi, thời đại bây giờ rồi. Bây giờ chỉ số mình lên 110 mấy là quá cao nè. Mình chơi mấy cái dòng xịn sò hơn. Chip mình chưa có nâng á. 4GB gom luôn. Cái màn hình lên 720p ha. Cầm trước lên 1 MP luôn. Thôi rồi rồi, nặng lắm. Để dành cho cái dòng mà sao. Để dành cho AZ5 đi, cái này AZ4 thôi. Lợi nhuận mình vẫn lấy là 30 thôi nha. Trừ 17 nữa, 38, 379, 29 thôi. Slogan là này. Vẫn là dòng điện thoại dành cho người già. Và đây là thiết kế là cái bộ khung không? Đẹp chưa? Hơi xấu xấu sao? Đẹp 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 nè. Hơi dày hết ta. Ủa? Cái này lên tí đi, cho cái camera nó nằm giữa giữa. Phía dưới này không có nút home á, vậy thôi để xuống đi. Rồi, chốt cái này. Nghiên cứu cái điện thoại. Chỉ số tăng lên cũng tăng lương luôn. Lên luôn. Mấy ngày nữa, 2 tháng nữa. Trời ơi, bán gần 100.000 máy, anh em thấy chưa? Vì nợ đen. Tỷ lệ mà cái fan của mình là mấy tín đồ á, là nó sẽ tăng lên. Kỹ sư phần mềm của mình. Để coi nha. Design, vui tắt phần cứng. Phần cứng hả? Mình đuổi luôn phần cứng này được không ta? Lấy anh phần mềm này vô. Có khi nào chơi ngu không? Cái điểm phần cứng của mình hơi yếu quá. Hai thanh niên là vui tắt nè. Vui tắt tức là anh em có thể chơi phần cứng phần mềm luôn. Giỏi ra hai thứ luôn. Nên tôi sợ bây giờ hơi dư điểm phần mềm á. Nè 45 sắp vui luôn là 6 nữa nè. 51 luôn rồi. 13 nữa. Chết rồi, cái phần cứng có 29 điểm à. Làm phần cứng mấy anh ơi, đừng làm phần mềm nữa. Thôi rồi, rồi cái này ra chắc là giới reviewer nó chửi mình chết luôn á. Bị đứng đây nè, tôi không biết tại sao nữa. Hả? À cái ghế. Rồi lắp cái ghế vô. Rồi quảng cáo 200.000 đô luôn. Đẹp chưa? Trời ơi nó đẹp, hơi dày một tí thôi. Có ngọc một vỗ tay à, chết tôi rồi. 58 điểm tạm được, hai cái này 73 điểm cực kỳ tuyệt vời. Vì tín dụng báo cáo. Mỗi cái ngày một thì mình nhận được 10 cái điểm nghiên cứu nữa. Để đây nó chặn ngay cửa đó. Đi, mình thuê được cái phòng nghiên cứu mới nè. Ủa không? 10 triệu lận. Không có tiền. Không ổn rồi, cái này cái AZ3 bán chạy quá à. Cái AZ4 thì không có lãi nhiều, không bán được nhiều, mấy chục ngàn à. Cái này tháng đầu nó bán gần 60 ngàn à. Cái này 2 tháng trời bán được 30 ngàn máy à. Trời ơi, 10 triệu, 10 triệu. Giàu rồi, tôi giàu rồi. Này sao ta? Vẫn còn đem bán. Hồi nãy mình nghiên cứu là tầm mất 4-5 tháng á, nên cái con máy này tới tầm này đây là mình nghiên cứu máy mới nữa. Bán nhiều quá thì tôi nghĩ nó cạnh tranh với nhau. Shop 13 ngày nữa hả? Thuê cái văn phòng này không ta? Không không, mình đi nghiên cứu đi. Nghiên cứu con chip mới nè. Snapdragon 7225. RAM thì tạm ổn rồi. Nghiên cứu cái RAM mới đi. Vô. 8GB luôn. Loa thoại không cần, rung không không không. Sạc lên 5W à. Thôi, sạc lên 5W nó cao lắm, chưa cần đâu, chưa cần đâu. 3G cũng super high end luôn. Kính cường lực là lát ship luôn á, trời.
thôi lỡ này nâng mấy cái này đi, tiền mình đâu có thiếu. Chống nước cũng gỗ lát ship luôn, kính cường lực nâng đi, có 100 mấy ngàn à. Cam trước 20 mega pixel là lên luôn ha. Rồi nâng hết rồi đó. Shop 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 shop, tất cả nhân viên tăng hiệu suất 150% trong vòng 3 ngày. Đổi đi đổi đi, nhận 3 cái gì phép phần cứng nè. Nhưng mà mình hết chỗ để nhân viên mình rồi, nên thôi bỏ qua đi. Phần cứng 41 luôn nè. Rồi bỏ ông quy tắc này, để thay thanh niên phần cứng 41 vô. Mình cái điện thoại của mình xếp hạng thứ 18 trong danh sách bán chạy luôn. Nhận phần thưởng nào. Phần cứng Defect đi. Nghiên cứu cũng nhanh phết đó nhé. Rồi sắp bán xong cái hết, còn đợi điện thoại cũ thì mình nghiên cứu điện thoại mới thôi. Bây giờ ủa sao chỉ số mình nó thấp dữ nè, hồi nãy tới 100 mấy rồi mà bây giờ còn có 44 à. Kỳ ta, làm cái thử Mediaphone này ha. Cái này thì nó thiên về lập trình phần mềm hơn. Rồi làm cái Mediaphone này 89 không nổi đâu. Thôi mình đổi cái nhãn hiệu Mediaphone thôi. Mediaphone thì Ultra Display rồi cho nó ngầu lòi lên. Rồi 5 sao sáng trưng luôn nè. Đó đẹp chưa. Mấy cái góc cạnh này nó hơi bồng tí, nhưng mà nhìn tổng thể vẫn đẹp. Màu sắc màu sắc thì mặt trước nó vẫn màu đen thôi, ngoài sau thì nó vẫn chuộng cái mặt trắng hơn. Lên được 4 sao luôn nè, coi thôi à. Này đi, mấy cái nút nguồn này thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều, anh em nhìn cái chỉ số sao ở đây nó không ảnh hưởng gì. Rồi chốt cái mẫu này đẹp ha, mặt lưng nó màu đen luôn. Cái này cho qua được màu đen luôn thì đẹp á, nhưng mà nó yêu cầu mình màu trắng này. Trắng xám bạc nè, 4 điểm nè. Cũng được, đẹp hết. Camiga này cho nó nhỏ xuống tí đi. Camiga, Camiga trước. Rồi, vừa, vừa ngay đây ha. Rồi ok, bắt đầu nghiên cứu cái điện thoại IZ5 này. Chết rồi, sao thiếu điểm như ta. Thôi xong rồi, rồi điện thoại cho người già mình lên bậc 3 luôn rồi nè. Với reviewer ơi, skip đi. 62 tạm ổn, 56 trung bình, 64 ok. Nói chung là không có cải tiến vượt trội. Làm tiếp cái nữa, chơi về điện thoại cho người già đi. Sao còn có 54 điểm mà tôi không biết nữa nè. Lên 52 luôn. Màn hình lên rồi, camera lên 1 chấm luôn. 200 điểm nổi không ta? Liều ha, liều phát ha. Cái dòng này là dòng điện thoại cho người già rồi. Giá là 447. Thôi 396 được rồi, lợi nhuận lấy 29 thôi. Quả giờ bán ế rồi, trời ơi còn có 600 máy à, thiệt tình. Phần cứng mình yếu quá, không đủ rồi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi, thật công không ra thể thống gì.
giới reviewer không có chuyên môn gì cả. Ủa bán cũng chạy quá nè. Ngon, ngon lạnh. Ngon lạnh. Đây là designer, designer thì tôi không cần. Không cần. 10 triệu mình mới thuê được cái cửa hàng bên này đó. Ý, nãy giờ quên coi cái shop. Bốn điểm đi co vay 7 triệu sau 6 tháng thì trả lại 8 triệu. Chơi không anh em? Chơi liều luôn không? Chơi luôn. Mở văn phòng lúc đó 4 triệu để nhận 77.000 fan. Chơi không ta? 77.000 fan là cũng ngon lắm đó. Nhưng mà 4 triệu lận là mình phá sản quá. Thôi 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 thôi. Rồi rồi. Nên là máy này nó bán chạy mình mới có anh tí vốn á. Rồi bắt đầu nghiên cứu cái dòng điện thoại đời mới nữa. Lên 66 này vẫn chưa ngon mấy đâu. Không không không, không khó lắm. Độ khó bình thường. Từ lá. Cái này giống Blackberry quá ha. Giống Blackberry phết. Kích thước thì sao? Đây giống con Blackberry rồi đó, anh em nhìn thấy chưa? Cái màn hình đi lên tí ơi. Rồi, màn hình tầm cái này ha. Rồi cái camera thì đâu rồi ta? À đây 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 đây. Xấu xấu quá vậy. Để đứng đứng rồi, chơi dễ điều khiển này. Rồi, ok. Nó hơi lớn vô màn hình tí, nhưng mà thôi đẹp là được, không có đòi hỏi. Ủa, cái này là Blackberry, giống hay là Blackberry nha, nhầm nhầm. Rồi, chúng ta chốt cái mẫu IPZ này, lợi nhuận để cao một tí. Con máy này bán 200.000 máy rồi, khiếp. Điện thoại được tối ưu tốt nhất là Nokia 5230. Điện thoại nhìn đẹp nhất là Ufone 3GS của Apple. Điện thoại camera tốt nhất là Ericsson. Điện thoại có giá tốt nhất là Dragon. Công ty tốt nhất là Samsung. Điện thoại tồi tệ nhất hả? Giá trị nhất là game hả? Không có điện thoại của mình trong năm nay rồi. 5.000 fan thì không có đâu. Nãy mình vay nợ bao nhiêu ta? Rồi quảng cáo luôn, skip luôn, xem reviewer luôn. 58 điểm trung bình à, cái này khó lên quá hả? Mình đang thiếu kỹ sư phần cứng. Chưa lên được level 4 nữa. Hết vòng đời cái máy kia luôn rồi. Giờ tuyển thêm một kỹ sư phần cứng nữa là ngon á. Bao lâu nữa reset? 42 ngày đó. Mua cái này luôn. Rồi bắt đầu nghiên cứu cái điện thoại mới luôn. Y chang cái cũ luôn ha. Mình thay cái bàn phím thôi. Mình hút máu à. Cái màn hình đâu rồi? Cái màn hình kéo xuống lại. Đây đây đây. Mình hút máu fan mà đâu có cần phải chỉnh sửa đâu. Kéo camera xuống tí. Đó.
Rồi xong, ra cái mẫu mới, bắt đầu hút tiền fan nữa. Bên này thì cho anh thêm cái gì bây giờ ta? Năm 12 á. Thôi tới 2 năm mấy lần, không làm nổi, không làm nổi. Rồi, chúng ta ra cái điện thoại mới đi, trang cái điện thoại cũ luôn. Cái này 16 triệu lần, không có làm nổi. Mình nghiên cứu gần hết rồi nè. 16GB thì làm không nổi đâu. Từ từ mình mới lên được. Chưa có cái gì mới cả, toàn mấy cái cũ thôi. Có ý tưởng hả? 500 ngàn đô lên luôn. Rồi ý tưởng thiết kế thì không cần rồi. Điểm thiết kế của mình nó cao, khá là cao rồi. Ồ, tính chỉ vô cái điểm phần cứng là ngon hả anh? Hai tháng nữa. Vô điểm phần cứng nè. Điện thoại kia nó bán chạy quá anh em ơi. 500 ngàn máy luôn nè. Gán miếng phần cứng thôi. Ừ đúng rồi, phần cứng. Skip. Ngon, 70 cái này là ngon rồi đó. Rồi kiểu này là đếm tiền. Chúng ta bắt đầu đếm tiền. Ủa sao bèo vậy? Thôi chết tôi rồi. Thư gửi từ fan luôn. Tôi đã theo dõi cái điện thoại của bạn đã từ bắt đầu từ bây giờ. Rồi rồi rồi. Bạn nhận được thêm 500 fan. 4 ngày nữa reset. Đây 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 đây. Cho một nhân viên chuyển hành full task. Cái này nâng cho cái nhân viên của mình lên. Nâng luôn. Full task thì có tính vô cái design đâu, chắc không đâu. Refresh phát à. 1 triệu đô đầu tư nâng luôn. Ngày 1 mỗi tháng thì mình nhận được 3 cái điểm refresh token này. Tuy nhiên thì tới 2 triệu luôn mắc lắm. Phát nữa. Nào phần cứng nè, dù có 11 à. Nhưng mà thay đại đi. Cái này phần mềm á. Phần mềm thì không, refresh back. Lấy fan. Phần mềm mình không thiếu, mình thiếu phần cứng á. Nhưng mà thanh niên này có 11 điểm là bèo dữ thiệt á. Đây cái bàn này nó xịn hơn, nó boost hiệu ứng lên tới 200% nè. Còn bên này thì khá là cùi, có 138 à. Nên để anh niên này ngồi bàn rồi đi. Chúng ta nghiên cứu cái điện thoại mới nè. 5 cái decor à. 5 cái decor à thì mua cái này luôn. 1,2 triệu. Trời ơi, kỳ phết. À đây đây đây, phần cứng 25. Đây phần cứng 11, bye bye bạn luôn. Trời ơi, nãy sao không mua cái bàn mà đi đuổi con kia trời, chơi ngu dữ thiệt. 12 triệu. Thôi dẹp ông ơi, tôi có 5 triệu à. Rồi, bây giờ chúng ta lên 91 điểm nữa nào. Dẫn 52, lên 8GB luôn ha. 8GB nặng lắm. Chip cũng lên không nổi nữa, 1-2 phát nữa đi mình mới lên cái đó, lên pin. 3G, trời ơi, 170 lên 240, 2G thôi. 5W rồi đâu, 5W cũng không nổi luôn. Thẻ nhớ ok. Ổn màn hình. Hỗ trợ dắt cắm tai nghe, ok luôn. Chống nước chưa có. Kính cường lực 444 điểm, dẹp ngay. 20, rồi cái này nâng cấp rất là mạnh luôn đó nha. Tám một. Đó như thế này năm sau đẹp luôn nè.
Bên màu sắc thì sao ta? Chỉnh cái màu đen này hết trời. Em đỏ, đỏ dữ gì? Đỏ lên dữ nào. Cui đỏ luôn. Điện thoại vậy cui gì trời ơi. Bây giờ chúng ta có dắt cắm tai nghe nhưng mà nó bị kéo giãn ra cái hình bầu dục luôn nè. Cũng sạc Type-C vậy. Ủa đâu có Type-C đâu. Sạc này vẫn sạc kiểu cũ. Nhìn cũng đẹp phết chứ. Logo, cho cái logo nó bự lên. Rồi, ok. Cho cái nút bấm home vật lý đồ vô. Kéo xuống. Bò nó góc nó đậm hơn. Rồi, đẹp ha. Cái màn hình cho đi lên tí xíu. Rồi camera bây giờ cho nó vào giữa lại. Cam trước đây nè. Quá đẹp luôn. Trời ơi, anh em nào mà không bỏ tiền ra mua thì cũng phí cái của iPhone 9 này đó. Lợi nhuận là 6 triệu đô. Lên level 4 luôn nè. Chúng lập trình mình yếu quá ta. Ý tưởng design á. Thôi hàng này hở sang đầu người design nó 37. Không không không. Bây giờ mình không cần design, mình cần kỹ sư phần cứng hơn. Một điểm à. Ngắm 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 cái điện thoại màu đỏ. Đẹp hết. Thấy gì chưa? Sáu sáu tạm ổn. Pin thì mình xài pin xịn, không cần pin cũ nữa đâu. Trời bán bèo quá à, bán có 3.000 máy à. Phần cứng nào. Tình niên này phần cứng cũng 25 mà. Có phải mua thêm cái bàn đó. Mua thêm cái bàn nữa thì tuyển được nhân viên phần cứng nữa. Được vào 4 à. Đây đây có cái bàn nè. 4 triệu trời ơi. Một cái bàn 4 triệu đồng. Thôi nào có tiền đến, giờ cũng chưa cần. Mình nghiên cứu cái điện thoại nó đi. Cái này đẹp quá rồi. Rồi, làm lại cái y chang nữa bán luôn. Đổi màu thôi. Đổi màu rồi bán lại cho khách. Màu hồng á, màu hồng nó hiện lên cái gì luôn nào. Bốn sao thôi. Vay 15 triệu trả lại 21 triệu trong 6 tháng, không nổi đâu, không nổi đâu. Nhận liền 7 triệu luôn, nhưng mà trong tương lai lợi nhuận sẽ bị giảm đi 5%. Không, lấy cái bàn cho rồi. À lấy cái bàn có nghĩa là
Có kỹ sư phần cứng không bạn ơi? Bị sai đã chết rồi, còn cái 5 lần mà quay này nữa thôi nha. Full setup 22 triệu, 4 triệu không nổi. Đây phần cứng đây. Trăm bảy rồi, trăm bảy rồi, trăm bảy mình tự tin quất luôn con chip siêu xịn này. 251 nặng quá vậy. Thôi lên chip thôi, thôi cố gắng phát triển cái mà AZ10 nữa ha, một bản nâng cấp đáng kể luôn đó, cái tính đồ fan của ta. Công ty của bạn đã hết tiền trong vòng 180 ngày không trả được tiền á thì phá sản, thua rồi anh em ơi. Âm 7 triệu. Âm 7 triệu, trời ơi. Bán nhiều máy vô trả nợ, không tiền trả được á. Nokia đã ra mắt cái Phone C6. Rồi rồi. Bây giờ bán đi trả nợ này, âm 3 triệu rồi nha. Chơi luôn cái này AZ11. Cho nó đúng rồi. Có cái công nghệ mới mà mình có thể nghiên cứu được rồi nè. Rồi, mát kịch trần luôn, quá ngon. Rồi. Hết phá sản rồi, hết phá sản rồi. Bây giờ có tiền thì phủ phê lên nào. Chip gì nữa? 16 GB, 16 GB chúng tôi nè. Snapdragon này 13 triệu hả? 13 triệu không nổi đâu. Ủa, này 5 triệu nè. 5 triệu này có bộ được đó nha. Rồi, cố gắng để dành tiền 5 triệu nâng cấp chip lên. Tôi có thích cái mẫu điện thoại để đời của tôi đó là iZ. Ủa, sao có da đây nữa? iZ11. Nếu điện thoại này có thêm cái bàn phím số thì tôi rất là thích nó luôn. Nó vừa thích với những cái mẫu điện thoại người già rồi, ok. Thích cái phím số không? Thích phím số rồi cho phím số luôn. Chiều fan, mình là chiều fan. Keyboard, bàn phím số. Nhìn cũng đẹp phết đó chứ. Được. Ok, mình chiều bạn luôn. Chờ cái điện thoại của mình nó mát tinh luôn rồi đó. Camera trong màn luôn nha. Bây giờ nó còn có 2 sao à. Ra cái mẫu này có khi là anh quản mình phá sản thiệt luôn á. Mặt lưng cũng màu hồng quá nữa. Rồi, màu đậm lên tí đi. Mẫu này hơi hoài cổ một tí. Giảm giá bán xuống. Rồi. Năm triệu đồng một đống fan phần mềm, kỹ sư phần mềm, kỹ sư phần cứng được nè, nó lên 27 lên 33. Bây giờ đạt được là 300.000 fan thì nó ngon. Số 18 còn. Bây giờ mình nên chuyển qua cái dòng điện thoại mới không ta?
đẹp phết. Anh em thấy gì chưa? Blueberry. Hai thằng vỗ tay hả? Hiệu năng thì sao? Very good, very good, very good. Bây giờ giàu rồi, tôi giàu rồi. 63 ngày nữa. 88.000 fan, 6.4 triệu. Rồi bây giờ mình nghiên cứu cái dòng điện thoại mới ha. Không có chơi điện thoại phone đó. Lúc phone này mình mới 94 à. Beauty phone đã bị phá là sao? Camera phone đi. Camera phone thì lên 2 megapixel, lên cái này luôn. Bỏ cái bàn phím số đi, nhìn nó xấu quá. Sao nó vuông vuông vậy ta? Nhưng mà nó được 56 nè. Rồi xanh lá nó nổi quá, chìm xuống tí. Cái này mình lên camera phone rồi. Đây, chụp lại khoảnh khắc đẹp nhất của bạn. Ok. Nhìn nó hơi dị tí thôi nhưng mà đẹp là được. Mềm, phần mềm. Ủa quên, mình nghiên cứu cái này nữa nhé. Mình nghiên cứu cái bộ xử lý 5 triệu nè. Có ý tưởng về cái này 65.000, ok luôn. Có điểm thiết kế à, điểm thiết kế không cần cho máy. Đến đâu điểm phần cứng phần mềm gì. Ông này nãy giờ ổng mà tăng ca 2 lần đó nha. Nữa hả, nữa hả? Thôi 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 anh ơi. Ý tưởng của anh lên 100 mấy điểm nè. Kiếp luôn. Ây da. Ây da. Chết tôi rồi. Thất bại rồi. Lỗ nặng rồi anh em ơi. Bán được 100 mấy cái à. Thôi thôi. Giảm 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 xuống, giảm xuống. Rồi tầm tầm này thôi. Chứ cái kia mình lên không nổi đâu. Ok. Mình làm cái phiên bản nhỏ nhẹ thôi. Trời ơi. Cầm phone. Tôi ra phiên bản fix lỗi với cộng đồng đây. Đổi màu rồi đi. Bản fix lỗi thì màu nó nhẹ nhàng tí. Rồi. Hả? Ồ. Đổi được cái màu sàn. 19 ngày nữa thì mới đổi được cái đó. Bán được 1000 máy à. Lỗ nặng luôn rồi. Con này thì chắc điểm trung bình thôi. Máy dởm mà. Máy dởm nên bán nó cũng không chạy mấy nè. Cũng 1000 mấy máy à. Thôi quay lại cái điện thoại cũ thôi. Quay lại cái dòng cũ này thôi. Nhưng mà mình có cái cấu hình mới rồi. Mình lên cho nó cấu hình xịn luôn. 16GB nè. Snapdragon nè. 52MB nè. Bát phinh luôn rồi đó nha. 600 thì không biết làm nổi không. Từ từ đi. 8GB thôi. Cái sau nữa mình đẩy lên 16GB. Giá cũng rẻ là chế tí 699, 696. Cái mặt lưng mình cũng đổi màu luôn. Rồi, tiếp cái này thôi. Mấy cái kia bán ế quá, làm tí nữa là phá sản luôn á. 17 triệu tiền đâu ra. 6 triệu lấy 10 lần Gigon. 6 triệu tăng hiệu ứng khách hàng. Không cái nào nổi cả. Đây, nâng kỹ sư quần cứng mình lên 12 điểm mà nâng nặng dữ vậy ta. Lỡ nâng đi.
đầu tư cho tương lai. Đó. Coi coi 74 là ngon này, 78 luôn. Quá ngon. Đó, bán chạy liền mười mấy ngàn máy rồi. Lỗ 200 ngàn. Tiếp 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 cái nữa, cái thứ này nữa. Bây giờ nâng lên được là 16GB nè. Mình có fan rồi, mình chỉ cần đổi nhẹ cái là lên liệt liền. Bây giờ màu. Này nó chỉ có 4 sao hết thôi. Không thay đổi gì mấy luôn. Bốn sao. Kêu được rồi nè, được rồi nè. Ô. Kỹ sư phần mềm 77 điểm. Ây da. Quy tắc phần cứng, phần cứng design phần mềm 64 mát đây nè. Thôi chúng ta ra mắt mẫu mới, vẫn là mẫu cũ xào lại thôi nhưng mà nó xịn hơn. Kỹ sư phần mềm 50% trong 60 ngày, 2 triệu quốc luôn. Đây lên. Mới con trăm điểm mà không biết nổi nữa. Không có tên mình, không có tên mình, chưa được link kinh doanh lần nào luôn á. Điện thoại bán mấy chục ngàn cái mà không có lên đó nổi luôn. Fan mình chưa có đủ nữa đâu. Biết nào mới được 300 ngàn fan rồi. Bảy mươi lăm ổn rồi, dẫn mấy mẫu cũ xào lại thôi, nên doanh số kiếm tiền là chính. 8 ngàn, 10 ngàn, 12 ngàn, 13 cũng khá ổn. 15 ngàn tháng đầu. Giờ chip MTK thì nó trời. 11 ngàn mình nghiên cứu cái này nè. Đủ không biết nữa. Trả tiền nhân viên với tiền thêm đóng rồi. Lên level 6 luôn. Rồi nghiên cứu xong chip rồi. 711 nổi không trời. Bây giờ quật luôn. Nhân viên cùng lắm bắt nó OT. 7 cũ à. 800. Đó ngon rồi đó. Nó lập trình phần mềm lên Matfin luôn. Nhưng mà tôi cần phần cứng chứ không cần phần mềm. Nó đang viết mã lệnh gì kìa. Vừa vừa thôi anh ơi. Ông già rồi đó, ông có tuổi rồi, ông làm vừa vừa thôi nha. Ở đây là chúng ta làm ăn lậu nên không có bảo hiểm gì đâu nha. Nữa hả? Thôi cụ ơi, cụ ơi.
đừng 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 cụ ơi, cụ giữ gìn sức khỏe đi. Năm mươi bốn à, chết tôi rồi. Đi khủng bán chạy quá nè. Lợi nhuận 8 triệu quá ngon. Vứt cái này luôn. Vứt cái này luôn, bắt đầu nghiên cứu điện thoại mới luôn. Bắt hết. Sáu trăm tám mà. 1.200, rồi 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 rồi. Rồi, chơi luôn cái 10 thôi, ơi, cái này vẫn cái nhẹ cái đi. Cho nó cổ kính như thế này đó, nhưng mà nó năm sau nè. Nhưng mà nó chỉ có 3 à. Không có lên được 4, không lên được 4 học. Nó chỉ có 3 hộp giới hạn thôi. Hai triệu 15 điểm nghiên cứu, 2 triệu nữa thì con phát đi. Thì sai thì không cần. Bốn tám ba trăm tám tám mươi hai ba trăm rưỡi vui tắt hả? Phần cứng 48. Thôi được rồi, tạm gì đây. Bây giờ nó nghỉ chạy nè, rồi lâu lâu nó dính cái lỗi bút này á, xếp game mà vô lại thôi, xếp chưa. Chạy 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 chạy, em này có ý tưởng gì nó cho luôn. Rồi lại lập trình phần mềm, không có ý tưởng phần cứng đâu. Cũng được, lên phần mềm cũng khá là ngon. Phát nữa hả? Chơi luôn, đầu tư luôn, kịch trần phần mềm luôn. Rồi bây giờ mình chuyển hướng qua cái điện thoại đời mới đi, cái này mình đang gần mát luôn rồi. Rồi mình nghiên cứu dòng mới đi ha. Mediaphone này có vẻ làm được. Gaming phone nó lên chip thôi. Laptop phone thì dễ hơn nè. Laptop phone là chắc mình dư trình luôn rồi đó. Chống nước. Rồi laptop phone này BGS 19. Bạn đã nhận được lời mời con Đít Lúc. Ok, cảm ơn. Cảm ơn bác Vita Bulin. Ê chết rồi, nghiên cứu cùng lúc hai máy trời, chết tôi rồi.
quá kỹ thuật, quá kỹ thuật. Mình nghiên cứu hai con chồng lên này, chết tôi rồi, chết tôi rồi. À, chấm nhẹ thôi nha mấy anh ơi. Tệ hại, cực kỳ tệ hại. Ây da. Bán được có mười mấy con à. Design không cần. Phần mềm mà tới 10 triệu luôn á. Ba triệu nâng phần cứng lên. Trời ơi bán trăm mấy máy. Lỗ chổng vó luôn rồi. Hạng 11, ngon rồi đó. Làm lại. Lần này mình giảm độ khó xuống. Trình mình không nổi thì mình giảm xuống từ từ. Rồi 200, 280 rồi. Sau ghi anh em. Sau ghi mấy bạn mua điện thoại của mình. Tổ bên chọn Shogun luôn rồi. Tầm tạm anh em. Rồi, chấm nới game mấy anh ơi. 67 ok, 53 tạm ổn, 51 nói chung là trung bình. Bán dẫn ý thì vậy. Phần cứng 49 lên 53 nó lên có 4 điểm mà tới 4 triệu đồng hả? Thôi không nổi đâu, phí tiền lắm. Nghiên cứu được gì mới không? Một ghi nè, lên luôn. Chết rồi, chắc không phải làm cái điện thoại cho người già rồi. Quay lại điện thoại cũ đi, từ từ mình lắp ship tiếp. Mình làm lại cái máy cũ cái đó. Mình nâng cái bộ nhớ nó lên, 1 GB. Ngon chưa? Ngàn mốt hả? Ngàn mốt nổi không vậy? Mấy cái này bán chắc có 300 400 mà trời rồi. Trời ơi thiệt tình đó nè. Wii hả? Nó có công nghệ gì mới mới được phát triển được không? Đây. Không phải cái này. Pin cũng không luôn. Nhiều điểm rồi. 58 tạm ổn rồi. Nói chung điểm hiệu năng như thế này tạm ổn, từ từ nó lên. Excellent luôn. Làm cái nữa, cái nữa. Ngàn mốt thì hơi bị nặng á, chưa nổi đâu. Giảm này 300 nè. Rồi, tạm thời 700 thôi. Cái này giảm xuống tí, nâng giá bán lên thì sao ta? Không, 899 thôi. Mình cứ đẻ điện thoại liên tục như thế này, tiền nó về là được. Một triệu. Rồi, tí nữa bắt em này về. Lắp vô đây. Bán cái máy này chắc khi đủ tiền tuyển nhân viên mới vậy đó. 71 rồi nè, 79, 82 không, 79 à. Đó, đó. Cũng hơi bèo, cũng không có ngon như mong đợi. Nhưng mà kiếm 11 triệu đi, mình có thêm nhân viên mới nữa. Thiếu à, thiếu vài đồng. Rồi, đủ tiền rồi đó. Khoan 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 khoan, 55. Coi cái dàn nhân viên mình có lúc nào coi không đó. Đây hả? Cứ 46 là hấp nhất rồi. Thôi vậy được rồi.
Rồi mình nghiên cứu cái điện thoại mới nữa. Giờ lên được 1 GB nè. Sửa nhẹ cái thôi. Mình để cái điện thoại nữa mình bán tiếp. Cái này phá dở doanh số nha. Ba lợi nhuận mình lấy 30 thôi. Lợi nhuận mình lấy 30 thôi. 750 cộng thêm cho 26 nữa là 776. 766. Đó. Bây giờ cái này là đột phá công nghệ luôn. Tên cái gì nó dị hỏng như này á. Trời ơi. Đó, nhận được cái phần thưởng. Nhận 24 triệu trả lại 26 triệu trong 6 tháng. Lợi nhuận tương lai giảm 5% nhưng mà mình nhận được 12 triệu liền. Thôi không nào ngon hết. Ba cái gì 30 gì phép, gì phép mình nhiều lắm nè. Quốc liền đầu tư luôn. Lập trình phần mềm đẩy lên cao lên nào bạn ơi. Cái này không có nút tua nhanh á, nhìn nó đếm cũng chóng mặt quá. Số hạng xếp hạng 19 trong danh sách bán chạy. Rồi, cái điện thoại dài sọc luôn nè, giống mấy cái đời iPhone vậy sao, hồi xưa nó chế á. Tôi nhớ có cái thời mà iPhone nó dài ra, người ta chế nhét vô cái quần nó dài sọc lên luôn. Đó, đó, đó. Mà bán cũng không chạy mấy. Trời ơi, mình giảm giá lợi nhuận ra là tới đáy luôn rồi đó trời. Hạng 21 danh sách bán chạy. Giảm giá vậy mà nó vẫn không lên nổi hả ta? 4 với 4 là 7 nè. Đặc biệt là gaming phone nè. 12 triệu. Xăm 2 này mát rồi. Phần cứng này hết cỡ rồi. Điện thoại người già, group phone, business, beautiful phone thì có hai nhân viên ngon lành luôn nhưng mà bị phá rồi. Chuyển qua phần mềm hay Nvidia, không có chuyển qua phần cứng nữa ta. Design một người thì đủ rồi. Phần cứng, 4 người phần cứng mà làm không nổi. Hai ông phui tắt, một ông phần mềm. Tôi nghĩ như thế này là vừa rồi đó. Nhưng mà còn 62 ở đây nữa. 12 triệu thì nặng quá, không nổi đâu. Một ngàn. Thả hết demo rồi. Trời ơi. Rồi, game cũng tạm ổn. Đang nghiên cứu cái mẫu thứ 24 à. Chưa tới năm 2024 nữa là anh em bắt đầu nghỉ chơi game rồi. Ủa? Đó. Trời ơi, có cái mục quảng cáo này mà tôi không biết. Nãy biết gì mấy con ngon được đút vô là quảng cáo luôn nè. Nhưng mà bây giờ game nó nghỉ cho mình chơi rồi nên thôi. Ok, chúng ta đã hoàn thành cái demo con game cửa hàng điện thoại di động này. Nói chung cũng khá là ổn. Xếp good. Sure. Ok. Điện thoại của tôi sẽ đen thui đó. Rồi. Chút nữa thì tôi sẽ chơi con game nữa. Rồi ok, bye bye anh em.
Tí nữa thì chơi game này, tôi ghép nó luôn. Bây giờ tôi ngừng tí ạ.